Ở đâu về đây? Ta không biết, ta không gián tiếp lộ quyền cư. Thôi, tôi biết rồi. Mà tôi nói cho lão nghe nè, gán sửa xác đi, đừng có giả nữa. Lộ nguyên hình đi, đừng sửa, đừng có giả nữa. Lộ nguyên hình là sao? Là tất nhiên đi cái tướng lại đàng hoàng chứ không phải như vậy. Làm bộ giả, giả dại qua ải khỏi đặng che mắt thánh hay gì. Ha, che mắt đời được, cái ông về đây ông không có che mắt thánh được. Hiểu chưa? Đời thì lão giả khùng giả điên. Lão giả dại qua cái ải này. Còn nếu đạo thì không qua được cặp mắt thiên. Đi sửa cái tướng lại. Nhưng ta phải đi 32 tướng tốt 80 dĩa đẹp. Tu khổ hành có bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Biết rồi. Ta mà phải làm gì